ngày hôm nay fda cảnh báo thêm một lần nữa về thuốc ngừa của johnson johnson đang bị vấn đề và theo những người bác sĩ nói cho biết hiện tại ngâm giờ thuốc ngừa của johnson johnson chích một lần như vậy thì tính ra hiện tại nó cũng giúp đỡ nhiều hơn là những gì mà đang bị phản ứng phụ về thuốc ngừa này. Among the 13 khoảng chần 13 triệu người ở trên Hoa Kỳ đã chích thuốc ngừa của J&J Johnson Johnson. Và theo của FDA họ nói cho biết có 95 người ở trong số người này đã bị vô trong nhà thương. With Guillain-Barré syndrome và những người này bị Gion Barre syndrome A rare neurological disorder with one reported death. Cái bị phản ứng phụ hiếm có này, có một người đã bị chết. 62-year-old Tom Gorman was training to hike the App Ông này 62 tuổi tên Tom. Ông ta đang tập để mà đi cái đường đi bộ như vậy và ông ta chích ngừa sau khi đó thì bị cái phản ứng phụ này. Ông ta hồi trước đâu ra đó rất là khỏe mạnh, chích thuốc ngừa rồi sau khi đó trở thành đi bằng xe lăn. No, Và ông ta hy vọng một ngày nào đó ông ta có thể đi trở lại Covid-19 patients are also at increased risk for the disorder và hiện tại ngay bây giờ những người mà chích thuốc ngừa của Covid-19 của hãng Johnson Johnson có thể bị phản ứng phụ về chuyện này. J &J but... Hiện tại ngay bây giờ FDA nói cho biết thuốc ngừa của J&J Johnson Johnson hiện tại cũng đang giúp đỡ về Covid-19. COVID Threat... Trong lúc này đó, vào mùa hè này thì hiện tại là số người bị nhiễm COVID-19 cũng đang tăng. Và trong lúc này thì thuốc ngừa của J&J đang bị vấn đề một chút xíu. Hiện tại ngay bây giờ, số người bị nhiễm COVID-19 càng tăng lên càng nhiều ở Hoa Kỳ. 28 tiểu bang ở trên Hoa Kỳ đang tăng về COVID-19 ngay bây giờ có một phần ba số người bị nhiễm COVID-19 ở trong hai mươi mấy tiểu bang này thì có là năm chỗ đang bị như bằng hotspot giống như Nevada, Florida, Louisiana, Arkansas, Missouri. All with low vaccination rates. And there... Đó là những cái tiểu bang số người tiêm thuốc ngừa thấp. There's growing concern for one significant unvaccinated population. Hiện tại Ngâm Giờ cũng đang lo ngại về một cái nhóm mà chưa có chích thuốc ngừa của COVID-19. Đó là những đứa nhỏ dưới 12 tuổi. Hiện tại Ngâm Giờ chưa có thuốc ngừa cho mấy đứa nhỏ này. They're still vulnerable, adding stress for parents with the... Mấy đứa nhỏ này có thể dễ bị lây nhiễm. Và đây làm cho cha mẹ của mấy đứa nhỏ càng thấy khó chịu thêm. Ngay bây giờ sắp sửa cái mùa học sắp tới nữa. Và hiện tại ngay bây giờ, theo của CDC nói là trường học mở cửa trở lại cho học sinh đi học. Và có một mớ phụ huynh học sinh thì không có đồng ý cho lắm. Trong lúc này, hãng Pfizer đang xin phép, xin phép để cho chích thuốc ngừa lần thứ ba của cái hãng của họ, đó là cái booster shot. Driven by fears of the Delta variant. Tại vì họ đang lo sợ về COVID-19 biến thể Delta sắp xảy ra. Officials at the World Health Organization blasting the idea. Và trong lúc này của WHO nói là hãng Pfizer làm như vậy không tốt cho lắm. Và hãng Pfizer phải nên gửi những thuốc ngừa tới những cái chỗ mà đang cần thiết, chứ không phải nên làm thuốc ngừa cái booster thứ ba. Theo WHO are most in our nói cho biết hiện tại như bây giờ trong cái trường hợp là COVID-19 đang xảy ra toàn cầu. Chúng ta phải bảo vệ những cái nước nào mà không có thể nào mà giúp cho bản thân họ được thì chúng ta phải giúp đỡ cho họ. Đây là một trong những cái nhà thương mà nhìn thấy số người bị nhiễm COVID-19 đang tăng lên. Đây là ở Little Rock, Arkansas. 77% số người bị nhiễm Covid-19 đang tăng trong hai tuần vừa qua. Và trong lúc này chúng ta cũng biết thêm nhiều chi tiết của về thuốc ngừa của Johnson Johnson. Và vào buổi sáng ngày hôm nay theo những nhà chức trách nói cho biết về cái thuốc ngừa của Johnson Johnson chích vô có thể dễ bị lây nhiễm một cái bệnh khác. À, cái bệnh này tên là GPS. Và khi mà bị cái phản ứng phụ này thì nó làm cho những cái cơ thể của trong con người, những cái mạch à, và những cái gân thì bị yếu xuống. In cases, The CDC just... Và giới tỷ bị nặng hơn nữa thì nhiều khi sẽ bị tê chân, liệt chân đi không được. The out of doses. Và khoảng chừng 13 triệu người ở trên Hoa Kỳ đã chích thuốc ngựa của J&J, thì có khoảng chừng 100 người đã bị cái phản ứng phụ này. The up in men aged 50 and older about... Những cái người mà bị cái phản ứng phụ này, đó là những người đàn ông trên 50 tuổi. Sau khi chích thuốc ngừa khoảng chừng 2 tuần sau, thì bị cái chuyện này. Ông Tom Gorman, một trong những người chích thuốc ngừa vào lúc tháng 3. Sau khi ông ta chích thuốc ngừa khoảng chừng 2 tuần, thì bắt đầu cái chân ông cảm thấy rất là yếu. Then he lost the sau khi đó thì tới ngày hôm nay thì ông ta đã bị liệt không thể nào đi được nữa và theo họ coi thì trong máu thì mới biết ông bị gps ông thom nói cho mọi người biết tôi hồi trước một con người rất là khỏe mạnh ngay bây giờ thì tôi phải đi bằng chiếc xe lăn như vậy as he still thinks everyone should get vaccinated. Và yeah, ông Tom, ông cũng nghĩ tất cả mọi người hiện tại và bây giờ cũng nên đi chích thuốc ngừa của COVID-19. Yeah, I'm pro-vaccine. I'm just one of the unfortunate ones that got the Và yeah, ông nói tôi đây là đã chích thuốc ngừa rồi. và ừ, già yeah, cũng là tốt. Nhưng mà tôi đây có lẽ là một trong những người mà không có được lucky, không có được may mắn cho nên mới bị cái phản ứng phụ kia thôi. Và trong lúc này thì họ báo cho biết về thuốc ngừa của Pfizer và Moderna, hai cái thuốc đó thì không có người nào bị phản ứng phụ như vậy hết. Trong lúc này, chính phủ cũng nói chích thuốc ngừa của hãng Johnson Johnson cũng có lợi rất là nhiều outweigh the risks. This as hospitalizations increase by at least 20% trong lúc này, số người nhập viện ở trên Hoa Kỳ đang tăng lên khoảng chừng 20%. Đó là 12 tiểu bang trong vòng 2 tuần vừa qua. Hiện tại ngay bây giờ bên Arkansas, dưới 35% số người bên đây đã chích thuốc ngừa của COVID-19. Daily COVID cases have increased a whopping 385%. Hiện tại ngay bây giờ mỗi ngày số người bị nhiễm COVID-19 bên Arkansas tăng lên là 385% trong năm tuần vừa qua. Most of the patients are between the ages of 20 and 50 and Đa số những người bị nhiễm bệnh ở bên đây từ 20 tuổi cho tới 50 tuổi. Và những cái người này là không có chịu chích thúc ngừa của COVID-19. Angela... Hiện tại ở Little Rock có khoảng chừng 40% số người đã chích thúc ngừa thôi. Angela Morris, cô Angela này hiện tại thì cô đang nuôi một cái hy vọng. Và cô ta nói chuyện với mọi người đứng kế bên con của mình đang nằm trong nhà thương. It's all been very overwhelming. 13 year old Kaya, who has not been vaccinated, cô này 13 tuổi chưa có chích thuốc ngừa của COVID-19, is on a ventilator, fighting to stay alive. Cô ta hiện tại đang nằm trong máy thở, đang kiếm cách để tìm cái sống. Her mother begging people to get the shot và người má của cô ta kêu gọi mọi người nên đi chích thuốc ngựa của covid 19.